mới Tuấn xin chào tất cả mọi người, xin chúc tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ và bình an. Hôm nay thì tình hình Tuấn đang đi Sài Gòn, Tuấn là Mạnh Linh. Linh có nhận một chiếc xe mới này, giờ Tuấn sẽ quay cái video của xe của Linh. Mời mọi người cùng đón xem nha. Đây là chiếc xe của Linh gà trống nuôi con mới nhận đây. Biển số là biển số 15, mà biển số đầu cái là 15, mà biển số R1 là 75, gọi là đầu gà đứt vịt á. Đây chiếc xe Mazda đời mới đây, 24 mới keng luôn. Để tình hình là Trung Quốc dịch bệnh quá nên là Linh chuyển về chạy cảng kiếm thêm thu nhập. Linh rất là siêng năng nên gặp Linh. Ôi, chào anh Linh nha, lâu quá rồi không gặp. Anh chuyển qua chạy cảng lâu chưa anh? Cũng được gần tháng rồi. Thì lạnh mùa này yếu quá, chuyển qua chạy cảng. Xe anh sức cái dầu thơm gì thơm quá vậy? Mình bán nước hoa Dubai đó mà. Anh bán nước hoa Dubai hả? Dubai thì anh chuyển qua chạy cảng lâu chưa? Cũng được ổn nước nha. Ok. Gần tháng rồi đó. Thì lạnh mùa này á. Thì bữa nay em cũng mới mua chiếc xe Ford, nhưng mà dịch bệnh á em cũng chưa cũng ế lắm, ít chạy lắm nên bây giờ em đang vô lại Sài Gòn em đi chạy công để em kiếm tiền mua gạo. Nói chung là ở nhà nó cũng buồn. Đúng rồi, thì cũng thích nghi với hoàn cảnh thôi chứ. Cái nào ý là chuyển qua cái khác liền chứ sao. Nó nằm đó chờ chết nè. Rồi lâu nay anh có gặp xe đầu kéo vlog không? Rồi lâu cũng anh em cũng liên lạc chứ cũng lâu nay không gặp. Xe này anh chạy cảm giác thấy sao? Xe này đời nhiêu anh? 23. Này em nói lộn, em tưởng đâu 24, thấy nó lạ quá. Sao biển số đầu thì 15 mà đuôi 75 thôi. Này một giường. Đầu Hải Phòng, đuôi Quảng Bình. Xe này một giường. Ồ, cái này anh có cái này là anh dán hay là xe tự mua tự có luôn? Anh dán hay chứ. Chú đại bi nè. Anh dán. Mà anh thuộc hết chưa? Thuộc rồi. Thuộc lòng luôn hả? Hay vậy. Quyết tâm là sẽ được mà. Nhưng mà anh không cần nhìn này, giờ anh đọc thuộc hết luôn nha. Hay gì ta này, kinh chú đại bi này khó thuộc lắm á. Tiếng phạn không? Khó đọc lắm á. Xe này một giường đó. Rất là ok nha mọi người. Tối hôm nay Tuấn ngủ ở đây luôn. Hôm nay Tuấn đi bùi đời. Ngủ thoải mái, giường rộng. Mấy cái tủ đựng đồ này ở trên này đựng ấy nè, đựng đồ quần áo nè. Cái kiểu này nó khác cái tủ xe của em, xe đợt em chạy bên ngoài đăng. Rồi bô lô ở đâu anh? Bô lô gửi quê rồi. Quê ông bà con. Nghĩ chạy chạy xe lạnh cái là anh chuyển qua chạy cảng liền luôn hả? Chạy liền chứ. Cũng nắm bắt thời cơ nhanh ha. Nói chung là anh em chạy cảng nhiều rồi, xe đâu có thiếu đâu mà. Thì là coi xe chiếc nào chạy nó được được, phù hợp với sức khỏe tí, chứ còn xe cảng thì không bao giờ thiếu. Đúng rồi, xe cảng thì nhiều lắm, sợ không có sức chạy thôi. Chạy lương, mức lương phù hợp là được rồi. Hồi xưa em cũng hay chở giấy cái chỗ anh đang chở nè. Lên chỗ Bình Dương hay chỗ khu lịch Đại Nam chỗ cô Nguyễn Phương Hằng á. Thì nó nhiều công ty giấy lắm. Anh đeo cái vòng gì đây? Vòng của xe đầu kéo vlog tặng anh nè. Tặng hồi thời cùng đi với xe đầu kéo vlog á. Gỗ gỗ gì? Gỗ bình đàn á. Cũng cũng có nhiều anh em ở trên kênh YouTube hỏi thăm anh, thế là bữa nay em đi quay anh nè. Cảm ơn anh em hỏi thăm nha. Có nhiều anh cũng quan tâm tới anh Linh gà trống nuôi con. Hai anh em đi dạo chợ Cốc Léo này
kéo vlog tặng cho. Xe đầu kéo vlog cũng mà xe đầu kéo vlog không biết thuộc cái kênh này chưa. Xe đầu kéo vlog thì cũng mấy chắc gần thuộc. Thế cái vlog có đọc không? Nghe suốt mà. Kênh này hả? Nghe suốt á. Em thì em chưa nghe được, chưa thuộc được. Em tưởng đâu là cái xe này anh mua dán sẵn rồi chứ. À, anh tự dán lên luôn. Giờ xuống đây rồi chuẩn bị cũng nhận xe cảng chạy luôn chứ. Em phải đi nhận xe cảng chạy kiếm sống với anh. Có là chết, ở nhà không là chết. Tháng em phải chu cấp cho ông già tháng bao nhiêu tiền để ông sinh hoạt hàng ngày chứ. Ông bà già, em gái bị bệnh đâu làm gì ra tiền đâu, ông già cũng đâu làm gì ra tiền, mình phải đi bươn chải chứ. Cho nên là em phải làm nhiều thứ mới đủ chi phí. Em vừa làm cái xe du lịch đó rồi em vừa đi chạy công nữa, chứ nếu mà bây giờ mà ví dụ em mua chiếc xe ra mà chạy mà em không, em ở một kho một chỗ đâu đâu được, em phải đi chạy công nữa mới đủ. Anh hiểu ý em nói không? Đó. Cái gì mà đầu tư có lời là em làm hết, chứ không phải là riêng một việc. Bây giờ cũng không gặp xe kéo vlog à? Chắc hai ba mai mốt gì đó gặp xe kéo vlog. Xe vlog đang chạy bên Ánh Bình Minh mới nhận xe man đó. Mai mốt gặp. Thấy xe đẹp. Rồi anh có mơ ước gì trong tương lai sắp tới không? Cái mùa dịch Covid này anh có mơ ước gì không? Thì trước mắt thì mong cho nó nhanh hết dịch, bà con làm ăn cho nó thuận lợi, chứ nhiều người buôn bán rồi ế ẩm rồi khổ sở lắm. Nên chung là rất là khổ, thấy tội nghiệp. Chạy xe đây còn đỡ, là sống qua ngày còn đỡ đó, chứ nhiều người điêu đứng luôn á. Đúng rồi, nhiều người điêu đứng. Anh em mua xe chạy được càng tốt. Đi với anh em cho vui. À. Đó. Mua xe để em trúng số rồi em mua. Em hay là xe được kéo vlog gì đó. Mua xe được chạy càng tốt. Giờ này, thấy có vẻ anh chờ hơi lâu đó. Tại mấy bữa em vô đây có khi cũng chờ cả tiếng mới lấy được công á. Đâu. Nhiều khi xe năng hư nữa, ở đây xe năng hay hư lắm. Đâu, quan trọng xe năng thôi, xe năng nhanh lắm, nhiều khi vô đây có xe năng phía sau kìa, nó đang gấp cho thằng nào đó. Tí nữa mình có đi ngang qua Đại Nam không? Khu vực Đại Nam không? Có chứ. Tí nữa. À, không đi ngang đó, đi ngang nhưng mà đi vòng tránh được đó. À. Đi Mỹ Phước Tân Vạn nhanh hơn. Hồi xưa là đi chỗ đó, nhưng mà bây giờ Mỹ Phước Tân Vạn nó đường nó không luôn rồi, đi nhanh hơn. Anh cũng có biệt tài làm thơ mà lâu nay không thấy làm thơ ha, hôm nay do cuộc sống mưu sinh không có thời gian ha. Ui, chạy lo cắm đầu mà chạy kiếm tiền ha. Đủ kiếm tiền. Như ngày như vậy anh chạy kiếm được nhiêu? Thì nếu mà bình quân ngày 2 tour thì cũng được triệu 2, chi phí này kia rồi chắc cũng còn được 800. Chiều 2 chi phí còn 800 là quá hạnh phúc rồi đó. Nhưng mà cái nghề mình thì nó cũng hơi nguy hiểm xíu, mình cẩn thận thôi. Thì cái nghề gì cũng nguy hiểm chứ, đâu có riêng gì nghề chạy xe đúng không anh? Đi ăn trộm cũng nguy hiểm chứ, hay đi ăn cướp cũng nguy hiểm. Ăn cướp mà lỡ mà người ta bắt được đánh cũng chết. Cái gì cũng nguy hiểm hết đó. Kinh doanh cũng nguy hiểm nữa. Kinh doanh lỡ thua lỗ cái hết tiền trắng tay. Đúng không anh? Nghề gì cũng vậy mà. Nghề gì cũng có nguy hiểm, không đừng cái trách là nghề gì hết. Nghề xe cũng nguy hiểm, nghề nào cũng nguy hiểm. Đúng rồi. Buôn bán kinh doanh mà lỡ mà xui với thua lỗ cái cũng trắng tay, mà đi ăn cắp đi ăn cướp lỡ tao bắt được tao quýnh mình cũng chết. Nghề gì cũng khó hết đó. Nói chung là nhiều người, người ta là cũng có nhiều người ta không thích nghề tài xế, có người tùy người, nói chung vậy anh hiểu không? Anh Linh sạch sẽ quá, xe thơm tho thơm phức. Bữa có bolo vui ha, giờ không có.
muốn cho anh đi theo chơi nhưng mà dịch bệnh này cũng sợ á. Nghỉ hè á, tính dắt anh vô theo cho theo xe chơi. Có anh vui. Ừ, cho anh đi đi, bữa nào dắt vô đi. Nhưng mà sợ dịch bệnh nè. Dịch bệnh sợ. Với lại mình chạy đây tranh thủ chạy quay đầu liên tục mà cho anh theo nhiều khi là anh ăn uống rồi đấy. Xe tới rồi. Đâu sao đâu. Ăn uống đấy dĩ rồi này kia mà mất thời gian ăn cực lắm. Xe tới lấy công. Xe tới lấy công nha mọi người. Xe nào lấy trước? Ủa kệ đó, nó thằng nào lấy trước đi, nhường cho đem đi. Nhường luôn đi. Ừ. Nhường đi. Đánh đua giành giật nó cũng mệt. Đúng rồi. Ủa, hôm nay anh mua máy mới đẹp quá. Máy gì? A52. Là cái gì, hiệu gì? A52 Samsung. À, hàng gì máy này thấy anh quay phim rồi thấy nét quá. 9 triệu mấy. Cái này là có chống rung không? Chế độ chống rung không? Có. À, 4K 5 camera luôn. Ừ. Nặng quá ta. Bây giờ mình lấy công xong rồi tí mình lên Bình Dương đúng không anh? Lên rồi tí nó quay đầu. Rồi tí nữa em có khi em đi với anh xong rồi em qua đi với xe đầu kéo Vlog rồi em mới đi chạy xe. À. Ok. Rồi đây là xe thì nhiều lắm nhưng mà em phải lựa chọn cái chỗ hợp lý em mới chạy. Giờ tạm dừng đây rồi tí nữa lên kia quay. Rồi, tí nữa mình sẽ lên khu công nghiệp Bến Cát cho mọi người coi nha. Cái này qua nè đi chị em. Đâu lại cái đưa của chị. Trời đó. Này bên nhà. Ủa bên kia cũng có 87 mà. Bây giờ lên xuống đưa cho xe nâng 20. Rồi xe nâng sẽ gấp cái công lên. Đó. Bây giờ Linh chạy lên xe đưa tiền cho xe nâng 20 ngàn. Rồi xe nâng sẽ gấp cái công này lên cho xe cho mình. Một chiếc vô. Ghe vô vừa khớp 4 cái chấu là xe nâng sẽ hạ xuống búp là ok. Bóp còi một cái là đứng à, thắng lại nha. Rồi tiếp, rồi thắng lại. À, xe nâng chỉnh sửa là đút vô một phát một rồi. Đó, rất là ok. Xe nâng cái này có kinh nghiệm nên là gấp nhẹ nhàng chứ nhiều người cũng chưa mới gấp cũng lâu lắm. Thôi bây giờ anh Linh lấy công xong rồi thì Tuấn và sẽ xin mời mọi người đến đi ngang qua khu du lịch Đại Nam Bến Cát Bình Dương để bỏ hàng trên đó. Mời mọi người còn cùng đón xem.
giờ mình đang trên đường đi lên Bình Dương. Xong. Lâu ngày rồi lắm rồi mới trở lại Sài Gòn đây. Lâu quá. Không nhộn nhịp ha. Không mà đường vắng quá. Giờ trước đường này đi là ngạt luôn á. Đâu vắng mấy đường kia thôi, đường này vắng gì. Đường này là đường xe công chạy đường được quanh quanh năm mà. Giờ mình đã chạy tới khu vực ngã tư Mỹ Ông Cù rồi. Đường vắng quá. Mấy bữa ở đây là có mấy người đi bán nước á. Ngoài đường á mà giờ ít luôn, không thấy luôn. Vắng vẻ quá mọi người ơi. Cây giờ nhiều quá. Ra cổng rồi nè, cổng cổng để mình để vào á, hồi xưa mình phải đi ngoài đây từ cổng mình vào. Bây giờ đang đường không rồi, trong này đi ra luôn. Lâu quá rồi đi. Khu công nghiệp Mỹ Phước 1 nha mọi người. Giờ mình đã tới. Khu nghiệp Mỹ Phước 1 500m nữa tới công ty à. Mà công ty đâu cho vô hai người đâu không? Rồi giờ mới đi lên đây lần đầu tiên. Hồi đợt trước là chỗ kia là Trang Long. Bây giờ nhớ lại mới nhớ chỗ này khác. Đây là lần đầu tiên à. Khu thị này cũng phát triển sầm uất lắm. Trong chợ rồi trong này cũng lớn lắm nè. Siêu thị rồi trong này có này đủ. Hồi xưa anh đi giao hàng siêu thị này bán đủ thứ nè. Giao hàng siêu thị trong này nè. Này bán đủ thứ các quán ăn rồi các mặt hàng. Đầy đủ các loại hết. Đường N5. Đây là rẽ hướng đầu tiên luôn nè. Vô. Anh chạy bữa giờ ở đây được gần tháng hả? Gần tháng rồi. Đi đường người ta cho ứng tiền rồi đi thoải mái không? Không, không thoải mái. Cơm nước rồi mình người tôi ứng 2 triệu. Ý là tiền hóa đơn á. Tiền hóa đơn cứ thấy đổi. Hóa đơn ngày tính ra cũng nhiều lắm á. Thấy đơn là cứ hóa đơn nào đổi hóa đơn đó. Hóa đơn ngày mấy triệu á? Đâu, ngày nói chung ngày 2 tour thì gần 1 triệu. Hà rộng 1 tour là phải 800 rồi. Hà rộng là cái tiền hà rộng 1 triệu. Tiền lấy công hà rộng 1 triệu. Công ty Chánh Dương, công ty giấy Chánh Dương. Đây, bây giờ mình đã tới công ty giấy Chánh Dương này. Xe sắp tài, ủa giờ mình phải sắp tài sao này anh? Sắp tài. Vậy cũng lâu á. Sắp tài. Mình tài chót luôn rồi. Vậy biết bao giờ anh mới vô được? Nằm đây ngủ luôn quá. Vô một tốp, mới vô cả tốp tới 10 mấy chiếc rồi ngoài. Đủ các loại xe nè. Đi đăng tài đó. Rồi ok. Đây là công ty giấy Chánh Dương, chỗ Linh hay bỏ hàng. Công ty này của Trung Quốc rất là lớn.
giờ mình chờ anh Linh vô đăng tài rồi mình ở đây mình chơi mua phê. Tài xong rồi thì bỏ hàng xong rồi lại đi Hà Rộng, đơn giản vậy thôi mọi người. Người anh em nào có cần làm video chủ đề như thế nào thì bình luận vô để mình biết nha. Mình ăn kem trở về với tuổi thơ. Kem đủ màu hết ha. Dịch này bán được không bác? Người ta về quê hết trốn hết rồi. Đúng rồi. Đâu có người đâu. Giờ tao sợ chết đó. Nhiêu tiền bác? 20 ngàn. Chín là có đủ tiền ở đâu có hơi chục luôn. Rồi, cảm ơn kem anh Linh ơi, kem gió mát trở về tuổi thơ đi. Trở về tuổi thơ à? Dạ tuổi thơ quá, cảm ơn. À đúng, nhớ tuổi thơ quá, tuổi thơ mà được được cái ăn kem vậy là đúng là hạnh phúc luôn á, mơ ước luôn á. Bữa nay cái anh bán kem nó ế quá, vai nó có người ủng hộ phải không? Tuổi thơ toàn là anh kem múc múc cho được như này là quý. Kem không á. Không mà bây giờ mà dịch về mà anh có việc làm là cũng hạnh phúc rồi đó. Nhiều người còn đang thất nghiệp á. Thất nghiệp đầy chứ. Em bây giờ em còn thất nghiệp chứ đừng có nói ai. Em là hội trưởng giới thiệu việc làm mà em còn thất nghiệp nè. Giới thiệu việc làm mà thất nghiệp à? Thất nghiệp à? Vậy giờ anh giới thiệu việc làm lại cho. Vậy cũng được. Anh kem đi vô bò. Anh Linh mới mua thùng bia, bị anh em dứt. Lát bảo tử mà. Hôm nay thì hàng bỏ hơi đông xe nên anh Linh chưa bỏ được hàng. Giờ cũng gần tối rồi, anh em làm thùng bia hôm nay Linh mời Tuấn thùng bia nhậu. Đây là ở đường khu vực Bến Cát, công ty Chánh Dương, giờ đang chờ đồng đội tới, đồng đội mua mồi tới góp mồi. Rồi anh em mình dứt. À, giờ anh em đang chờ xếp tài đến rồi làm vài lon bia xong ngủ. Tình thương mến thương nào là bánh xèo nè, gà quay nè, làm vài lon bia xong rồi anh em ngủ. Đây là chỗ mới của anh Linh đó. Theo anh thì cái mất cái hợp lệ nhất á, là chứ là máy 15 năm bị dài ngã năm đi đúng không? Dạ vì máy hai đâu. Rồi về quê anh Linh à. Nay không gọi về thăm Bolo à? À từ từ tí nữa chuẩn bị gọi về Bolo. Rồi, anh em mới vừa uống mấy ly xong thì tối nay có lẽ là ngủ lại nha mọi người. Anh Linh đang gọi về thăm gia đình. Sức khỏe gì đâu, đi tới công ty là nó lấy súng nó bắn mình liền chứ, nó bắn coi mình đủ độ không, nó cho vô chứ dẫn đâu. Đây là cái chỗ ngủ của Linh. Đi tới chỗ nào, công ty nào nó cũng đo độ hết nó mới cho vô, nhiều quá nhiều độ là không cho vô. Xe khách thì nghỉ hè rồi,
Có nha, có kiểm tra nha. Kiểm tra thì kiểm tra. Giờ Linh mới bỏ hàng xong. Giờ này cũng 12 giờ đêm rồi, hôm nay bỏ hơi trễ. Mình tối nay mình ngủ xe anh Linh. Rồi mai mình đi công chuyện. Đây là khu nghiệp Mỹ Phước. Giờ đi Hà Cát Rộng. Giờ mình đang với anh Linh đang đi tới quốc lộ 13 rồi nha mọi người. Quốc lộ 13 này là đường này khu vực Bình Dương là khu nghiệp rất nhiều. Bây giờ đi ngang qua là thấy có rất nhiều cô lớn tuổi là phải đi lượm ve chai nè. Giờ này rất là khổ. Mình khổ nhưng mình thấy mình vẫn còn mà hạnh phúc rồi đó. Đúng không anh Linh? May mắn hơn một số người. Khu đô thị Mỹ Phước Tân Hoàng. Đẹp ha, đèn đầy đủ ha, đèn sáng hết hai bên luôn. Ui tân luôn, trúng ổ gà. Giờ anh về anh hạ xong rỗng xong rồi làm thêm cái nữa. Giờ này cũng 12 giờ mấy rồi nha mọi người. Nói chung là nghề xe công này chạy đêm nhiều. Tí nữa anh lấy ông anh thả em ngay chỗ ngã ba Tân Vạn nha. Đó rồi đi về đâu? Xe máy gửi đó mà. Mai em đi công chuyện. Cứ ngủ đi xe đi rồi mai về gì đâu. Giờ này chiều mai ở 1-2 giờ là trở về vị trí đó rồi đó. Chiều mai 1-2 giờ là tới đó. Giờ là trở về vị trí dưới đó lại rồi đó. Được, giờ được. Xuống đó rồi làm gì? Đường này giờ đường này thấy cũng vắng nè. Đường này mà người dùng nhiều lắm ấy. Ủa đường này đi thẳng là ra tới đâu ta? Khách sạn là nhiều quá, dịch vụ là nhiều ha. Tốt xin mến chào tất cả mọi người, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào một video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Tuấn. Nếu thấy hay và ý nghĩa hãy cho Tuấn một like đăng ký miễn phí ủng hộ. Để Tuấn làm thêm nhiều video mới. Xin chào tất cả mọi người. Bye bye.